Du lịch di sản là trụ cột vô cùng quan trọng của Việt Nam với các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên đặc sắc. Với 8 di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận, gồm Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Hoàng Thành - Thăng Long, Thành Nhà Hồ, Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn, khu danh thắng Tràng An. Mới đây, Vịnh Hạ Long Cát Bà đã trở thành di sản thiên nhiên thế giới thứ 9 của Việt Nam, được thế giới công nhận. Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, sự vinh danh và công nhận của quốc tế là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ mang tên du lịch di sản. Sức hấp dẫn, sức cuốn hút đó là cái nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ để khách du lịch trên toàn thế giới biết đến và tiếp tục coi Vịnh Hạ Long, Cát Bà là một điểm đến lý tưởng, điểm đến hấp dẫn, điểm đến kỳ thú để mà trải nghiệm, tận hưởng du lịch tại đây. Là cơ hội cho Hải Phòng và Quảng Ninh tiếp tục đầu tư phát triển và nâng tầm điểm đến Hạ Long, Cát Bà lên một cái tầm cao mới. Ở tầm quốc gia thì Hạ Long, Cát Bà tiếp tục trở thành một cái thương hiệu lớn, một điểm đến lớn để chúng ta quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới. Thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam nhiều danh lam thắng cảnh cũng như các di sản văn hóa phi vật thể được thế giới ghi nhận. Theo ông Hà Văn Siêu, những giá trị về di sản bao trùm cả về di sản thiên nhiên, cả về giá trị văn hóa, đặc biệt là giá trị di sản tư liệu cũng như phi vật thể vô cùng đặc sắc và phong phú của Việt Nam đã luôn luôn cuốn hút, tạo ra sức hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, thời gian qua, các địa phương có nhiều di sản như Hạ Long, Huế, Quảng Nam, Hà Nội đã khai thác rất hiệu quả chủ đề du lịch di sản. Đặc biệt là những cái di sản khai thác ngày càng phong phú, cái di sản về phi vật thể đó, rồi các cái không gian văn hóa gắn với lại lối sống và sinh kế của người dân địa phương, tạo nên cái sức hấp dẫn rất là mới và rất là khác biệt khi đối với các điểm đến. Và các cái địa phương thì ngày nay đang khuyến khích đầu tư vào các cái sản phẩm như vui chơi giải trí, sản phẩm du lịch đêm, đặc biệt là những tạo ra những cái không gian văn hóa có cái sự tương tác giữa người dân địa phương với khách du lịch, để tạo nên cái sự cuốn hút để khách lưu lại dài hơn và trải nghiệm nhiều các cái hoạt động tương tác và văn hóa với người dân địa phương. Các cái sản phẩm về ẩm thực, mỹ nghệ thủ công truyền thống, đặc biệt là các cái lễ hội văn hóa, lễ hội truyền thống đang khai thác trở thành những cái điểm nhấn cho du lịch đến với các địa phương. Hải Phòng và Quảng Ninh, hai địa phương đã và đang không ngừng liên kết vùng để bảo tồn, phát huy các giá trị nổi bật của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà. Hiện nay, hai địa phương này đã từng bước đưa du lịch khu vực phát triển mạnh mẽ, bảo đảm tính bền vững và bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng như là Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có những cái việc mà làm việc hết sức cụ thể về các lĩnh vực bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông. Mọi việc giữa hai địa phương đã có một cái sự thống nhất rất cao. Chúng tôi cũng đặt rất nhiều hy vọng để cùng nhau nghĩ ra các cái giải pháp, cùng nhau phát triển du lịch ở những cái vùng xanh, để khai thác các cái thị trường du lịch rất là tiềm năng của cả hai địa phương, đặc biệt là đối với các tập đoàn kinh tế lớn, những thị trường du lịch lớn mà có thể cùng nhau khai thác để nhân rộng thêm các cái tiềm năng và phát huy thêm giá trị, tạo nhiều công ăn việc làm cho nhân dân của địa phương hai bên. Cùng với việc được UNESCO ghi nhận những di sản thiên nhiên thế giới và gần đây nhất, Việt Nam 5 lần được bình chọn là điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á, cho thấy các địa phương đã ngày càng phát huy mạnh mẽ các giá trị di sản thiên nhiên của địa phương mình. Những giải thưởng này là sự ghi nhận của bạn bè, đối tác quốc tế trên toàn thế giới dành cho du lịch Việt Nam. Đây cũng là động lực để Việt Nam tiếp tục khai thác tiềm năng du lịch to lớn, không ngừng đổi mới sáng tạo, lan tỏa sức hấp dẫn, thu hút du khách quốc tế trên toàn cầu đến khám phá và trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam. Tuy nhiên, để thực sự thu hút được du khách, công tác quảng bá xúc tiến cần phải mở rộng với các hình thức phong phú hơn nữa. Các địa phương cũng như các doanh nghiệp du lịch phải không ngừng làm mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch của Việt Nam.